Bữa đầu năm điểm may, phong trào thầy một miếng đoàn kết là đế khủng văn hóa ở làng Mướng, Long Quân Mướng, tỉnh Hòa Bình đã ản tán kết quả thuốc. Phong trào cũng nhấn ản cái hướng ứng tích cực của một miếng tán quân Mướng, Long tỉnh. Với đứa tán nội rung, hình thức hoạt động phong phủ đã góp phấn quát lõng vào quyết cụ thể hỏa tán chủ trương, chỉ trách của đảng, pháp luật của nhà nước. Để mình học tập cũng là theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, để cán bộ đảng viên cố một miếng. Quyết xây dựng cơ chế hạ tướng cũng hệ thống thiết chế văn hóa ản tán cấp tán ngành quan tâm đấu từ lá. Tỉnh điểm may, thay Long tỉnh cỏ là 1.550 nhà văn hóa thôn trộm tù dân phủ, 1.520 lên 1.529 trà phương thí trần có nhà văn hóa, Long lùa cỏ 9 mỗi nhà văn hóa, ản chuẩn văn hóa theo quy định. 1.503 khu thế thao trà phương thí trần, mứa lên mứa huyến thánh phủ cỏ nhà văn hóa, 1.531 tù chiếc trà phương thí trần, cỏ mứa đối thông tin lưu đúng cấp huyến của 1.432 đối văn nghệ tuyệt chuyến quấn chủng, ở thôn trộm tù dân phủ hoát đúng cỏ hiệu quả. Đã có 30 thảm lên 1.529 cha an chuẩn nông thôn mới. Trong năm vừa qua thì các cái phong trào văn hóa tươi sống ở khu dân cư thì ảnh nâng lên. Thì bà con nhân dân nhận thức ảnh cái việc là xây dựng tươi sống văn hóa nó phát triển lên là ảnh chủ trương của Đảng nhà nước, ảnh sự đoàn kết của quê hương làng xóm và ảnh sự chỉ đạo chung của cấp trên với các cái khu dân cư là làng văn hóa và xóm văn hóa thì càng ngày càng phát triển. Hiện nay thì báo cáo với anh là trong cái tiêu tra hộ nghèo mới này ạ, tỷ lệ hộ nghèo giảm sau một năm vừa qua. Thế như vậy là chứng tỏ là cuộc sống của người dân càng ngày càng phát triển và chăn nuôi và trồng trọt thì càng đảm bảo hơn. Lòng tám năm chấp hơ, phong trào thầy một miếng đoàn kết là đức hộ văn hóa liên quân mường Lạc Trơn chiên tha trôi nổi rung khắp ở tán thôn bản khu phủ. Phát triển thay quê chỗ lưỡng cũng chất lưỡng, khơi dấy cái niềm tin, chứ thi đua chẳng táo lòng cũng đúng lá mướng, phát huy vai trò tứ quan, ý thức chủ động tích cực của tán tầng lớp một miếng. Nếu như vào 8 năm 2000, thái Long huyện mới có mứa phấn lâm thôn bán khu phủ, án thôn bán khu phủ văn hóa, điểm may án thảm mới chỉ phấn lâm. Có 90.5% phấn lâm cơ quan đơn vị doanh nghiệp lương học, án cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa. Nếu vừa lùa, phong trào thay một miếng rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào học tập lao động chẳng táo ản đế mánh. Điểm may, chủ mỏ luyện tập thể dục thể thao thường chuyên ản lên 400.000 mỏ, có 1.100 mỏ ản chỉ đủ thể thao theo tiêu chuẩn, thảm 1.350 mỏ lúa ổ nhà thể thao, phát triển 7 mỏ câu lạc bộ thể thao. Nếp khổng văn minh lòng quyết cười quyết tang lê hủy ả la thối. Huyện đã khôi phục 9 lê hủy chân tràn chiến thủng, cũng duy trì tổ chức hàng năm, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của một miếng lá đen không khí tươi vui khơi dở cũng phát huy đứa nét trình hoạt văn hóa dân gian chiến thủng của dân tộc. Phong trào tươi sống văn hóa ở cơ sở địa phương là chúng tôi này thực hiện theo tiêu chí, mà hiện nay chúng tôi là một số tiêu chí chúng tôi đã hoàn thành tốt đấy, nên là như năm nay nên là chúng tôi tăng cái đề nghị là khen thưởng những hồ là văn hóa là hàng năm 3 năm. Phong trào thể dục thể thao, văn hóa thể dục thể thao chúng tôi đã tổ chức cái đại hội thể dục thể thao ở xong đấy vừa rồi này, và cái hiện nay là chúng tôi riêng cái phong trào này cỏ nhưng mà nói y con so mà ở địa phương khác chúng tôi chưa ăn mấy, nhưng mà với cái khoản bỏng tà bỏng chiên để là nó hơi với cái thanh niên tây lan thì đấy có ở nhà mấy. Còn riêng cái tôi văn nghi là tôi tổ chức ngay nó là rầm rộ ngay. Cái này là đó là tuyệt vời. Phong trào đúng thời góp phấn chế dựng khối đại đoàn kết thay dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, lá tán chủ trương của đảng, chỉ trách pháp luật của nhà nước, chế dựng cũng phát triển nền văn hóa tiên tiến, đấm đá bán chắc dân tộc, hình thành nếp khổng văn hóa mới, tiến bộ. Tình hình an ninh chỉ trí, chất tự an toàn xã hội ản dư vương. Chủ lộ ô nhà đăng kỳ cũng ản danh hiệu lộ ô nhà văn hóa ngày càng tăng. Thì xây dựng tôi không văn hóa ở khu dân cư thì năm 2021 thì xóm có 101 hồ đạt 132 hồ gia đình văn hóa. Thì đạt có làng văn hóa nhưng mà do cái ao đạt cao, cái chỉ tiêu cao thì do có một số hồ là con em thì là ăn xa. Do bình Covid nó sai cái phạm vi của cấp lệnh là khai bảo tổng tổ thời gian,
là ảnh hưởng tỉnh về công tác văn hóa. Trong năm 2021, còn phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao nói chung trong xóm đi hội người cao tuổi có tuổi văn nghệ là tôi vốn phụ nữ có tôi tỉnh máng lần tôi văn nghệ là tôi thanh niên phòng tuổi phòng chiên tham gia các giải tàu ở xà và cấp lệnh tổ chức ở chùa sơ xóm y tham gia thầy tú các phong trào ở cấp lệnh nhỉ lòng tán năm khinh ni trần thị thảo của nhà văn hóa trò mã môi cho bác phong luôn lá lúng mỗi miếng đu tán lửa thúi đỉnh đưa tấp luyến tán đối luân phiền luyến tấp thì đậu lòng khô khỉ tươi bùi phận khơi chú phấn lượn mỏ chơi bỏng lá mỏ lùng thùi cao thùi thiểm mã o ngay cũng rất ưa cái môn bỏng chiến hơi đa quái bay mơ thùi thiểm mã ông búi văn đính ở trò mã môi cha bác phong quần mơ cao phong y nhanh nhẽn khuê mảnh bị quyết mũi phấn lá nhớ tán năm khinh ni ông thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, đặc biệt là môn bỏng chiến hơi. Bảo của giới khuống hàng ấy, ông đính điếu vời hàng chốt mỏ lá ôi bán khát long thôn, ru khá tha chân bảo chiến ở nhà văn hóa khu dân cư, đơ tập luyến cũng thi đậu. Tùy thầy đều là các bộ các mế, thỉa má đều bùi tươi, thoải mái cháy cháy, bùi cưới. Có chân chơi đã tạo cho thể dục thể thao cho mọi người, các cụ như lớp thanh niên thì cảm thấy là rất là phấn khởi và vui tươi, có nghĩa là sức khỏe càng ngày càng luôn là phát triển lên, là bệnh tật là lại giảm thuộng. Ví dụ như mình tập thường xuyên như này mà, thì vẫn tập thường xuyên như này là cảm thấy là sức khỏe là ổn định. Ví dụ như tôi huyết áp cao này, tôi ngày nay tham gia, tôi mới khẩu năm nay thôi, huyết áp cao ạ, mà tính may là cảm thấy là ổn định, vì tham dục thể dục thể thao nên là nghe nó tự tỉnh. Chắc đỉnh phòng cháu thầy một miếng đoàn kết là đứa khổng văn hòa có tác động tích cực đến đưa mặt của đứa khổng cha hủy. Ví thiệt lòng tán năm giúp hơ, phòng cháu luôn ản cấp ủy chính quyến, tán ban ngánh đoán thế, bơ huyến đến cơ trừ ở quân mức cao phong, quan tâm chiến khai lá, cố nhấn ản cái hướng ứng tích cực của một miếng. Nhớ ản chú ý lá, phòng cháu táo tha ản cái chiến biển quê nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lội khổng, lòng quân mướng. Mỗi cán bộ đảng viên của một miếng thầy trò trách nhiệm lòng quyền chữ chín phát huy bản sắc văn hóa lòng cung đúng bớ lùa khơi dở niềm tin kể thi đua trạng táo lòng cung đúng láng mướng tù dân phủ phát huy vai trò tư quan ý thức chú đúng tích cực của cung đúng phong cháo thầy một miếng đoán kết là đứa khổng văn hóa lòng quần mướng huyện cao phong đạt lỡ thánh của vấn đúng lửn với cái tham gia của thầy hệ thủ chỉ trí cũng lan tỏa lòng một miếng phong cháo đã lá thay đổi chiến máu nâng lên đối khủng văn hóa tinh thần của mỗi miếng quế cúng cổ xây dựng tám thiết chế văn hóa cơ quan văn hóa lúa ú nhá văn hóa gắn với của vấn đúng thay một miếng đoán kết lá nông thôn mới đô thị văn minh ản đứa kết quả khả quan có những cái định hướng chỉ đạo hướng dẫn cho các địa phương hình thành các cái câu lạc bộ có đơn định hưởng chỉ đạo tẩy cho đơn quyền mương tên đơn câu lạc bộ viên đơn lĩnh vực viên thể dục thể thao như bóng chuyên bóng ban câu lồng rồi đơn câu lạc bộ viên văn hóa văn nghệ như câu lạc bộ viên dân ca dân vũ hát vỉ hát thương rằng bổ mảnh của mỏ mương đơn điệu giấy điệu mùa của mỏ minh đơn dân tộc lên quyền mương rồi một số câu lạc bộ viên lĩnh vực lô nha xây dựng cùng phát triển đơn hoạt động viên lĩnh vực văn hóa đáp ứng nhu cầu nương lĩnh đối khổng tinh thần cho mọi mình. Hoạt động về các cái lĩnh vực văn hóa đáp ứng cái nhu cầu nâng cao cái đời sống tinh thần cho bà con nhân dân. Phong cháu thầy một miếng đoàn kết là đối khổng văn hóa lòng quần mướng tỉnh Hòa Bình đã cũng đang táo khức làn tỏa mạnh mẽ góp phấn lá thay đổi tích cực quế chiến máu nông thôn nâng lên chất lượng đối khổng vật chất tinh thần chứ chín bán chắc trần tục tính đoàn kết lòng cùng đúng láng mướng, tạo đúng lực thúc đẩy kinh tế xã hội quần mướng ngày càng phát triển.